top 5 Hoa hậu Việt Nam có lượt theo dõi cao nhất trên mạng xã hội. Phạm Hương tuyên bố bỏ trang Facebook từ lâu, song Phạm Hương vẫn là nàng hậu sở hữu con số người theo dõi đáng nể trên Instagram. Không hoạt động quá năng nổ, song trang cá nhân của người đẹp gốc Hải Phòng đã chạm mốc 1 triệu lượt theo dõi. Huyền My đăng quang Á hậu 1 của Hoa hậu Việt Nam 2014. 3 năm sau đó, người đẹp gây chú ý khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Với không ít nỗ lực, người đẹp dừng lại với top 10 chung cuộc. Hiện tại, lượt theo dõi tổng của Huyền My trên các trang mạng xã hội đã lên đến 2 triệu lượt theo dõi. Khánh Vân là đại diện của Việt Nam tham gia Miss Universe 2020. Nguyễn Trần Khánh Vân trở thành cái tên chiếm trọn lòng thương yêu của khán giả trong thời gian qua. Trong khoảng 10 ngày sang Mỹ chinh chiến, Khánh Vân nhận được sự chú ý lớn và tăng thêm đến 800.000 lượt theo dõi. Hờ Hen Niê vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2018, đã sớm đại diện Việt Nam đi chinh chiến đấu trường sắc đẹp quốc tế. Trong đêm thi chung kết của Miss Universe tổ chức tại Thái Lan, cô đã khiến người hâm mộ nức lòng khi liên tiếp lọt vào top 10 rồi đến top 5 chung cuộc. Đây là thành tích tốt nhất của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc danh giá này. Hiện tại, Hờ Hen Niê là một trong những nàng hậu đình đám nhất với gần 2 triệu lượt theo dõi. Hương Giang là một trong những nàng hậu gây chú ý nhờ đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Miss International Queen. Hiện tại tính trên cả Facebook và Instagram, Hoa hậu chuyển giới Việt đang là nàng hậu có lượt theo dõi cao nhất với con số 7,4 triệu.